Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Những người tuyệt đối không nên ăn dứa, tránh rước họa vào người. Dứa đang vào mùa và giá thành rất rẻ, chỉ vài 3.000 một quả nên nhiều người tìm mua. Quả dứa thơm ngọt là loại trái cây giải khát và có nhiều công dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Hà Nội cho biết, một số người đang mắc những bệnh cần phải kiêng dứa nhưng vẫn ăn, đó là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Vậy người nào không nên ăn dứa? 1. Người hay bị ngộ độc. Quả dứa thường có ký sinh trùng ở các khe lỗ nên những người thường xuyên bị ngộ độc không nên ăn. Đối với những người thường xuyên thì khi ăn dứa phải gọt thật kỹ các mắt, các khe, tránh ăn phải chất độc do ký sinh trùng gây ra. 2. Người đau dạ dày. Người bị bệnh dạ dày không nên ăn nhiều dứa, chỉ nên ăn một miếng rất nhỏ bởi dứa có chứa nhiều axit hữu cơ và một số enzyme làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày. 3. Người bị viêm loét đường tiêu hóa. Dứa chứa nhiều axit nên những người viêm loét đường tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa không nên ăn. 4. Người hen phế quản, viêm mũi họng, có bệnh chảy máu. Quả dứa chứa một loại glucoside có tính chất kích ứng niêm mạc mạnh nên khi ăn nhiều dứa thường thấy rát ở miệng, lưỡi, cổ họng tê rát, ngứa ngáy nên những người có tiền sử bệnh viêm mũi họng, viêm thanh quản, hen phế quản không nên ăn nhiều để tránh nguy cơ bệnh tái phát và nặng hơn. Ngoài ra, những người bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu như chảy máu cam, xuất xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết cũng không nên ăn. 5. Người thừa cân béo phì. Dứa có hàm lượng đường cao, cung cấp nhiều năng lượng, nếu ăn nhiều sẽ có nguy cơ thừa cân béo phì. 6. Đái tháo đường. Người bị đái tháo đường không nên ăn nhiều dứa vì hàm lượng đường trong dứa khá cao. Ăn dứa như thế nào là phù hợp thì cần phải hỏi ý kiến bác sĩ. 7. Người hay bị dị ứng, nổi mề đay. Những người hay bị dị ứng không nên ăn dứa vì trong dứa có chứa một loại enzyme gây đau bụng, nổi mề đay, mẩn ngứa. 8. Người có tiền sử bị say dứa. Khi ăn dứa, chúng ta cần chú ý đề phòng một căn bệnh rất thường gặp trong mùa dứa chín, đó là ngộ độc dứa. Nguyên nhân gây ra dị ứng ngộ độc dứa là do một loại nấm độc Candida tropicalis thường gặp trên mặt đất ẩm. Loại nấm này phát triển mạnh về mùa hè trùng với mùa dứa chín. Cụ thể là sau khi ăn dứa xong khoảng từ 30 phút đến 1 giờ, người bệnh thấy mệt mỏi, khó chịu, ngứa dữ dội khắp người và gãi đến sức da chảy máu vẫn không đỡ. Ngay sau đó, bệnh nhân cảm thấy nóng bừng và nổi mẩn khắp người. Đối với những người đã bị say dứa một lần rồi, càng phải thận trọng khi ăn dứa, tốt nhất là nên ăn ít để thăm dò dần dần, để phòng cơ thể không chịu đựng được loại thức ăn này. 9. Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu. Trong quả dứa có chứa chất làm mềm tử cung, kích thích co bóp tử cung. Vì thế, phụ nữ mang bầu 3 tháng đầu ăn dứa rất dễ có nguy cơ bị sảy thai. Ngoài ra, phụ nữ mang thai ăn dứa cũng dễ bị tiêu chảy, nhiễm độc do có ký sinh trùng tiêm vào quả dứa. Cách xử lý tại nhà khi bị dị ứng ngộ độc dứa. Nếu bạn bị dị ứng ngộ độc nhẹ, có thể xử lý ngay tại nhà bằng cách gây nôn cho người bệnh, dùng tay ngoái họng cho nôn ra hết chất độc vừa ăn phải, sau đó cho người bệnh uống siro Ipica với liều lượng người lớn từ 15 đến 30ml, trẻ nhỏ từ 1 đến 12 tuổi là 5ml, cần cho uống than hoạt tính để giải trừ hết chất độc của dứa còn sót lại trong cơ thể. Lấy 20g pha trong 200ml nước uống một lần, uống nhắc lại sau 2 giờ với liều lượng 100g ở người lớn và từ 25 đến 30g ở trẻ em. Sau khi gọt dứa xong, hãy cắt thành từng miếng rồi cho vào nước muối nhạt ngâm trong vòng khoảng 10 phút. Men phân giải protein sẽ bị ức chế trong nước muối. Ngâm như vậy cũng sẽ không bị rát lưỡi khi ăn dứa mà còn có thể làm giảm kích ứng niêm mạc miệng và lưỡi, đồng thời sẽ thấy dứa thơm, ngọt hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn dứa thường xuyên? 7 lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà quả dứa mang lại đối với những người không nằm trong diện kiêng không được ăn dứa. 1. Hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết, dứa chứa một nửa lượng chất vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Đây là chất chống oxy hóa hòa tan trong nước và có khả năng chống lại tế bào lão hóa, giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. 2. Chắc xương.
Dứa có chứa mangan, một loại khoáng chất có thể giúp xương chắc khỏe và duy trì sự bền vững của các mô liên kết. Theo các nhà khoa học, mangan cùng với các khoáng chất khác có thể giúp cơ thể chống loãng xương, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh. 3. Cải thiện thị lực. Ăn dứa thường xuyên có thể giúp bạn giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Đây là một loại bệnh dễ gặp ở người cao tuổi. Các chất chống oxy hóa có trong dứa cùng với vitamin C có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh này. 4. Hỗ trợ hệ tiêu hóa. Hầu hết các loại trái cây đều chứa chất xơ và dứa không phải là một ngoại lệ. Chất xơ là thực phẩm cần thiết cho việc đảm bảo đường ruột khỏe mạnh. Dứa chứa nhiều chất bromelain nhất so với các loại thực phẩm lành mạnh khác. Bromelain là một loại enzyme có thể chuyển hóa protein, hỗ trợ trong việc tiêu hóa thức ăn. 5. Chống viêm. Viêm quá mức có thể gây ra ung thư, bệnh tim, tiểu đường và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Ăn dứa thường xuyên có thể ngăn ngừa tình trạng viêm. Bromelain một lần nữa có một vai trò quan trọng trong việc làm giảm viêm nhiễm nặng. Enzyme này cũng có thể làm giảm sự tăng trưởng của khối u. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bromelain đem đến nhiều lợi ích tốt nhất khi điều trị bệnh viêm xương khớp. 6. Ngăn ngừa máu đông quá mức. Bromelain cũng có ích trong việc ngăn ngừa máu đông quá mức. Nếu bạn có nguy cơ bị cục máu đông, bạn có thể thêm dứa vào chế độ ăn uống của mình. 7. Chữa cảm cúm thông thường. Hàm lượng vitamin C cao trong dứa sẽ giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng vi khuẩn một cách dễ dàng. Nếu đang bị cảm lạnh, bạn có thể ăn dứa, nó sẽ hỗ trợ chữa cảm lạnh hơn hẳn các loại thuốc bạn đang dùng. Bằng cách này, bệnh cảm lạnh và ho của bạn sẽ được chữa khỏi một cách nhanh nhất. Dứa có vẻ ngoài nhiều gai và xù xì nhưng bên trong lại vô cùng thơm ngon. Nó không chỉ được biết đến bởi hương vị đặc biệt của mình mà còn có nhiều lợi ích tuyệt vời giúp cải thiện sức khỏe của bạn. Vì vậy, hãy thêm loại trái cây này vào trong chế độ ăn của bạn. Chúc các bạn và gia đình khỏe mạnh với dứa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.